Hello, xin chào các bạn đã đến với video của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt và hôm nay lại tiếp tục mình sẽ giải đáp các câu hỏi cho mọi người. Và hôm nay sẽ đến với một câu hỏi mình nghĩ là sẽ rất là hay và hấp dẫn đấy. Mọi người sẽ rất phái cái này. Thường thường là các bạn hỏi làm sao để hát được Miss Voice đúng không? Và hôm nay mình sẽ không nói về Miss Voice nhưng mình nói cái liên quan tới Miss Voice. Nè, có một bạn tên là Trường Lato, bạn này cũng hay comment trên kênh của mình nè. Ok ha, mà mình sẽ giải thích cho bạn Trường. Câu hỏi là ước gì thầy hướng dẫn những điểm gãy của các loại giọng và cách tập luyện để kết nối tạo ra quãng rộng hoàn chỉnh. Nó có hai yếu tố: hướng dẫn về cái điểm gãy và cách để kết nối các điểm gãy lại tạo ra cái quãng rộng hoàn chỉnh. Đây, câu hỏi rất là hay của bạn Trường Lato ha. Ok, cảm ơn bạn Trường đã đóng góp ý kiến. Và sau đây chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Điểm gãy và cách kết nối. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điểm gãy thể hiện điều gì. Điểm gãy là thể hiện cho mình biết cái loại giọng của mình là loại giọng gì, cao, trung, trầm. Ok ha. Rồi đó, thí dụ bạn hát được nốt cao thì bạn là giọng cao. Điểm ngay tới nốt cao của bạn là bạn gãy. Hay là nốt chung gãy, nốt trầm gãy. Ví dụ quãng giọng của bạn rộng bao nhiêu, đó yếu tố thứ hai trong là điểm gãy ha, là thể hiện cái quãng giọng của bạn rộng bao nhiêu. Đó, cái điểm gãy nó có hai điểm nha các bạn, không chỉ là cao mà nó có thấp nữa. Đúng không? Cái điểm gãy, cái quãng của giọng của bạn á, không chỉ là hát được cái nốt cao đâu, nó còn hát cái nốt thấp nữa. Ví dụ như mình là tenor thì thường thường là mình gãy nốt thấp á, nốt la si là bắt đầu là nó mờ tịt, nó gãy luôn rồi, nó không nghe được cái gì rồi. Đó, thì nếu như mà cái giọng cái điểm gãy của mình á mà nó xuống son fa mi re vẫn được, cái đôi khi cái quãng giọng của bạn bạn là giọng tenor nhưng mà bạn xuống thấp được, đó không sao hết nha. Cái điểm gãy xuống thấp thì cái quãng của bạn sẽ rộng, cái quãng của bạn sẽ rộng hơn là mình. Ví dụ mình mới tới si đô là mình gãy rồi, si đô ở dưới nốt thấp là si đô hai ra hai ba gì đó, là nó thấp rồi, đó là nó gãy, thì đó là cái quãng của mình nó nhỏ hơn những bạn mà có thể xuống thấp được đó. Ví dụ như Bùi Anh Tuấn lên rất là cao là tenor cao, tenor hai, tenor một hay hai gì đó biết đâu. Đó, mà cái quãng xuống dưới rộng á, đó thì nó Bùi Anh Tuấn có thể hát xuống những cái nốt thấp như là la sòn bên dưới thì ok, thì quãng giọng Bùi Anh Tuấn rất là rộng đó, nhưng mà gọi là giọng tenor chứ không phải là hát thấp xuống thì gọi là có khả năng hát thấp là giọng trung hay giọng bass nha các bạn. Rồi, cái điểm gãy á, là nó thể hiện hai yếu tố ha, là loại giọng của mình là loại giọng gì, thứ hai là cái quãng giọng của mình rộng bao nhiêu. Ok, tiếp theo là lý do khó kết nối để hoàn chỉnh hơn. Khó kết nối, cái lý do tại vì khi mà mình muốn tìm ra cách giải pháp khắc phục á thì mình phải biết được cái lý do làm sao để khó kết nối các loại giọng lại với nhau, cắt dối cái giọng cao và giọng trung kết nối lại thường hay gãy. Thì cái đó là do, đầu tiên là do giới hạn bản năng. Mỗi người nó sẽ có một cái giới hạn đó, thì cái đó là cái lý do khi mà mỗi người sinh ra nó đều có cái giới hạn, mà khi đã nói tới bản năng của mình nó có giới hạn mà để vượt qua giới hạn thì nó rất là khó. Vì vậy mà việc kết nối cái giọng nó rất là khó chứ không phải là đơn giản đâu các bạn. Các bạn có thể hát được một hai nốt cao xong sau đó các bạn không hát được nữa. Có người hỏi trên kênh của mình đó là như vậy, làm sao bữa này mình làm được mà bữa kia mình hết làm được rồi. Đó là do cái giới hạn bản năng, bạn cần phải hình thành một cái thói quen mới. Đó, thói quen mới là vượt qua giới hạn của mình đó. Ok ha. Cái thứ hai đó là cần nhiều sự nỗ lực học hỏi và thời gian. Bạn cần phải cố gắng học hỏi và thời gian chứ không phải là một hai bữa là các bạn có thể vượt qua được giới hạn bản thân của mình và hình thành một cái thói quen mới, thì cái đó là quá là phi thường rồi. Ok ha. Cái thứ ba là cần một cái quá trình luyện tập hình thành một cái thói quen mới. Các bạn có thể học, các bạn có thời gian để các bạn nghiên cứu, nhưng mà các bạn phải bay vào lao động thực tế là tập luyện mỗi ngày và dành nhiều giờ cho nó. Đó thì rất là nó cần một cái sự nỗ lực rất nhiều và một cái quá trình luyện tập rất cụ thể để hình thành một cái thói quen mới hoặc là giọng ca mới.
Vì vậy mà việc kết nối là phải đi từ từ, từng bước một. À, đừng có vội nha, ok. Nó cần nhiều thời gian, cần nhiều nỗ lực học hỏi và cần nhiều sự luyện tập và cố gắng, ok. Đó là cái lý do mà cái nó khó kết nối cái giọng, nó là phải vượt qua giới hạn bản thân đấy, không phải dạng vừa đâu. Ok, và tiếp theo là cái phương pháp kết nối giọng hát. Đó, cái này chắc các bạn khoái ha. Là kết nối, mình muốn kết nối được những cái giọng hát của mình từ trung mà lên cao á, nó kết nối lại á, thì các bạn phải đi từng bước để hình thành một cái thói quen mới. Mình nói ví dụ như thế này, nó gãy, cái giọng hát của mình nó gãy hoặc lên cao nó bị mờ, nó không có rực rỡ, nó không có mạnh. Ví dụ lên cao bị chuyển sang giọng gió luôn, nó là tại vì chúng ta chưa có một cái cảm giác hay là một cái thể lực nó chưa có đủ để bạn hát được cái giọng thật ở trên cao. À, thứ nhất là như vậy, một cái thể lực, một cái cảm giác chưa đủ để điều khiển được cái nốt cao. Giống như các bạn tập gym á, mà các bạn vô, các bạn thể lực của các bạn đẩy được tạ 40 kg, ví dụ như vậy, nhưng mà các bạn muốn lên 100 kg thì các bạn cần phải có thời gian, các bạn phải đẩy từ từ, tập từ từ, chứ đùng một cái các bạn vô tạ 100 kg là tạ nó đè mình luôn, đúng không? Đó, thì bạn phải có đủ thể lực để bạn đu được những cái nốt cao, những cái độ khó đó. Và thứ hai là bạn phải cần tập luyện thường xuyên để các bạn có thể gọi là duy trì một cái thể lực sức bền. Một cái sức bền đó, nó không chỉ là một cái bạn khỏe được một lúc, nhưng mà những cái sự bền bỉ và cái sự khéo léo của mình thì nó không có, nó hình thành một cái thói quen á, là nó có sự vừa sức bền vừa một cái sự khéo léo trong việc tập luyện của mình, để mình biết mình kiểm soát làm sao nó hợp lý. Đó thì nó là một cái nó phải đi từng bước và nó phải hình thành một cái thói quen rõ ràng và sự khéo léo rõ ràng, ok. Rồi thì mình có 3 cái phương pháp tập. À, thì chỉ phương pháp luôn chứ không có nói khơi khơi, nói theo kiểu kiến thức, không có, vô thực hành nè. À, vô thực hành luôn ha. À, ví dụ như bạn tập cái âm hu á, thì các bạn biết mà hơi thở của mình á, nó sẽ được giữ lại bên trong cơ thể. Nếu các bạn có xem video mà hát lý do bị hụt hơi á, à, nếu mà các bạn xem thì các bạn chưa xem rồi thì các bạn biết rồi ha. À, hơi thở của bạn phải đưa vào bên trong và nó di chuyển ở trong cái khoảng vang bên trong cơ thể mình, chứ nó không có được đưa ra ngoài. Còn nếu mà chưa xem thì các bạn nhớ xem lại video ha, ok, bấm vào link của mình và xem lại video hát bị hụt hơi á, ok, video trước á. Rồi thì hơi thở của mình nè, nó sẽ được giữ trong miệng và nó đưa ra phía sau, nó có cái ống thở đây nè, đó, nó có một cái ống thở ngay đây. À, cái không phải ống thở nữa, nó là những cái khoảng vang phía sau đó, nó di chuyển cái hơi thở. Đó, thì mình cố gắng mình tập hu như vậy để mình di chuyển cái hơi thở nó quen. Và cái thanh quản của mình á, nó cần có thời gian, nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó điều khiển cái hơi thở lan trên các khoảng vang này, để nó di chuyển. À, thứ nhất là như vậy, là hơi thở nó di chuyển. Thứ hai là bạn kết hợp được với cái lực hát của mình, sẽ có những cái lúc mà mình cần mạnh, cần nhẹ. Và cái thứ ba là mình phải kết hợp luôn được cái vị trí âm thanh của mình. Đó, vị trí âm thanh. Bây giờ 3 cái cùng một lúc với cái bài tập này dễ lắm các bạn. Các bạn cứ tập thử thử, sẽ hình thành một thói quen thôi. Ví dụ như đó, mình đưa nhẹ ra phía sau để cho nó hơi thở. Cái này là mình đang hát nhẹ nhàng để mình vừa kiểm soát hơi, cân bằng kiểm soát hơi thở, lực và khoảng vang nó cùng một lúc. Ý không phải hơi thở, lực và vị trí âm thanh, sorry. Các bạn đừng có đẩy mạnh mà chết. Mình không nên tập như vậy, mình tập từ từ thôi, nhẹ nhàng như vậy thôi. Rồi bây giờ mình làm 5 nốt thử nha.
nó lan, nó đi từ miệng của mình, nó vang, xong nó vang hết cái mặt của mình luôn. Nhẹ nhàng ha, không có gồng cổ. Các bạn đang tập cái thói quen cho cái thanh đới của mình á, nó làm việc một cách nhẹ nhàng và thoải mái, giống như là mình đang nói chuyện bình thường, mình nói nhẹ thôi đó, thì nó nhẹ thì giọng mình mới bay được, đừng có gồng ha. Đó, mình nên từ từ điều khiển nó quen. Đúng rồi, nhẹ nhàng như vậy thôi, vậy hết. Đó, bây giờ mình xuống lại cao á. Cái cách mà rất đơn giản để tập hơi thở nè, tập lực và tập vị trí âm thanh, nó hình thành nó thói quen á. Hơi thở kết hợp với lực nó sẽ đẩy cái vị trí âm thanh lên xuống, qua lại, qua trái qua phải, nó phù hợp bên trong cái mặt của mình nha, chứ đừng có âm thanh nó vị trí âm nó bên ngoài hết, hơi thở khoảng vang nó bên ngoài hết là chết luôn á các bạn ơi. Các bạn đưa hơi ra ngoài là các bạn bánh xác, ok. Các bạn hát sẽ không được đâu, mất hơi lắm. Rồi tiếp theo á, là cái đầu tiên á, là kết hợp hơi thở, lực và vị trí âm thanh bằng âm hu ha, các bạn tập hành bằng thói quen. Sau đó là các bạn dùng cái mới hồi nãy đó, là âm hu đó, kết hợp hơi thở, lực, vị trí âm thanh đó, bây giờ là cộng thêm cái khoảng vang nữa, bằng cách là mỗi cái con chữ của mình phát ra nó có những cái cách phát âm khác nhau, ví dụ như a i e o u, âm ngậm, âm đóng, âm gì đó tùm lum hết ra, đúng không, âm đấm, âm mở, âm gì đó. Thì bây giờ mình phải kết hợp với các khoảng vang đó bằng cách, ví dụ như cái bài cũng như vậy luôn, cứ hu hơ đại tập cho nó quen cái cảm giác dùng hơi dùng lực thôi, chứ không có cần phải theo đúng theo mẫu luyện thanh gì hết nha, chỉ cần quen cái hình thức đưa hơi qua lại lên xuống trái phải vậy thôi. Ví dụ nè, chúng ta âm a đi nha, này và làm sao mở cho âm thanh khoảng vang nó ra đều và tròn. Các bạn đừng có hà no thì nó cộng hưởng các khoảng vang á, nó đều hơn đó. Khi mà bạn phát âm á, mỗi cái âm nó khác nhau lắm, ví dụ âm a là như vậy là còn nó bị bẹt nha, cái vấn đề của âm a là nó bị bẹt ra nên nó sẽ khó cộng hưởng khoảng vang lắm. Còn ví dụ như âm y là bị đóng y là mình sẽ làm cái là âm y nè, âm y nè, nè mình sẽ bây giờ cộng hưởng khoảng vang nhiều một chút xíu, dày một chút cho nó tròn ra. Lúc đó là hơi thở, lực, vị trí âm thanh và khoảng vang nó cùng nhau và kết hợp a với y nè. Rồi kết hợp âm ê nè. Đó, cố gắng làm sao mà cho nó tròn cái chữ ra. Và bây giờ a i ê nè, thử kết hợp ba cái lẫn nhau nè, hai nhanh nha, nó không đủ hơi đó, hai ha. Hai
hey. Đó, hơi rè rè hát kỳ kỳ. Hey. Ê, ê, nó rớt xuống mê. Rè rè. Là bây giờ A, I, E, O ha. Ô nè. Nó cũng hơi dài như vậy. Rồi bây giờ A, I, E, O. Bốn cái cùng một lúc nè. Lấy hơi cho đủ. 2, 3. Đó. Cái đoạn này là cái đoạn dễ gõ lắm nha các bạn. Cái đoạn này là các bạn son, son thăng, la này. Đó các bạn. Dễ bị vỡ lắm, mình đang bị gãy đó. Mình đang hát cái quãng này cho các bạn quen cái dần cái cảm giác sử dụng hơi. Rồi các bạn tự đưa lên đưa xuống ha. Rồi bây giờ mình sẽ có U nè, A, I, E, O, U nè. 2, 3 lấy hơi cho đủ nha. Đó, quốc lực 5 nốt luôn. Đó, các bạn tập thành một thói quen rồi. Liền các bạn thành thành một cái thói quen điều khiển hơi thở, lực vị trí âm thanh và khoảng vang một cách tròn trịa, đầy đặn, đẹp đẽ. Đó là cái bước thứ hai. Đó, bắt đầu nó khó dần ha. Nó kết hợp lực, hơi, vị trí âm thanh và khoảng vang cùng một lúc. Đó, bắt đầu não nó nhức rồi đó. Rồi sau đó mình ứng dụng cái đó vào trong cái bài hát của mình. Ví dụ mình đã chọn ra một cái bài, ví dụ là đây. Đây, nó sẽ hát cái Are you này. Chỉ là nỗi nhớ. Thì bây giờ mình phải ứng dụng nha. Hơi thở nhẹ nhàng. Ai yêu, ai yêu. Đây là ca khúc Hoa Nở Không Màu. Ai là chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Đó, nhẹ nhàng. Các bạn dùng cái hơi thở của mình á. Các bạn điều khiển hơi thở, khoảng vang và lực, nó cân đối, nó đẹp đẽ, nó tình cảm. Rồi thử nha. Làm lại. Các bạn cố gắng cảm giác nè. Chỉ là nỗi nhớ mãi đứng sau cuộc tình đã lỡ. Đưa hơi vô bên trong nha. Điều khiển lực, khoảng vang nè. Chỉ là cơn mơ cuốn theo cả một trời thương nhớ. Chỉ là nỗi đau thương, chỉ là nhồi thêm một chút. Chỉ là nước mắt cứ rưng rưng. Đó, nó nhẹ nhàng. Tiếp tục nè. Tìm về ký ức cũ xa đi đoạn tình bên xa. Từng bước qua từng cái giai đoạn, kết hợp giữa hơi, lực và vị trí âm thanh để nó có thể điều khiển cái nốt nhạc nó thoải mái và nó không bị gồng cổ. Đó, sau đó các bạn phải kết hợp được với cái khoảng vang để cho nó tròn và đầy đặn, chứ lên cao nó bị mỏng hay là lên cao nó bị thiếu khoảng vang á là nó dễ bị gãy lắm các bạn ơi. Nó đè khô thanh quản các bạn đó. Nên việc cái bước thứ hai là khá quan trọng, là cộng hưởng các khoảng vang cho nó đầy đặn, cho nó tròn. Đó, và bước thứ ba là các bạn phải nhảy vô, các bạn luyện từng câu từng chữ như thế này để cảm giác, mình tìm được cái cảm giác của hơi thở, của âm thanh và cái sự nhẹ nhàng, của cái sự tiết chế và khéo léo trong cái sử dụng ha. Ok, và mình bay vô điệp khúc đây. Và sẽ mình bay vô. Đời chờ sao cách nhau
đành ngậm nỗi đau này trên lòng đau rồi giữa trời mây hằn lại sâu trong trái tim hao gầy. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy những lời chẳng thể nói ra. Cuộc đời vẫn vô thường, sao cứ mãi vẫn vương từ mình ôm lấy cộng hưởng bên trong đó các bạn ơi, các bạn thấy không, đúng không? Bây giờ mình sẽ hát cái câu à, chỉ là anh cố chấp. Thì mình hát cái câu này thường thường là các bạn dễ gãy lắm mà dễ đuổi chọn vào đó hai và chỉ là anh cố chấp chỉ còn lại xác xưa nỗi nhớ. Giờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạ, buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói xa. Đó, các bạn phải tập luyện từng bước theo đúng quá trình. Mình thì mình đã tập luyện rất là nhiều năm rồi, thì đương nhiên là mình sẽ làm được rất là dễ dàng. Nhưng mà các bạn mới bắt đầu thì các bạn đi từng bước thật là chậm thôi. Nhưng chắc chắn các bạn sẽ thành công nếu mà các bạn chịu khó mà subscribe và đăng ký kênh của mình, và xem các video hướng dẫn xem nhiều thì các bạn cũng sẽ đúc kết ra những cái điều hay cho mình. Đó, các bạn phải học hỏi, giống như mình nói vậy đó, phải luôn cố gắng dành rất nhiều thời gian để học hỏi và tập luyện, thì lúc đó mình mới thực sự thành công trong việc gọi là kết nối các khoảng vang và hát cái bài Hoa Nở Không Màu nó dễ dàng như vậy. Ok, chúc các bạn sẽ thành công và hát hay hơn. Bye bye, hẹn gặp lại với những video tiếp theo.